Và em đã là vợ người ta, thích cầm súng chứ chẳng bao giờ cầm hoa. Hôm nay Bầu Việt sẽ cầm súng cùng cô dâu vàng lét với phong cách chuyển sinh và ưu đồ hoàn toàn mới lạ. Như thế nào thì anh em cùng theo dõi video của Đức này nha, bắn cho tim bạn tan nát cõi lòng luôn. Nhưng mà anh chàng Quỳnh Vương đá cũng hơi bị thốn đấy. Quỳnh Vương hỗ trợ này anh em ơi, dình cho bụi cỏ. Đá làm sao được bạn ơi. Hay quá. Bác Moren hết đường về rồi. Một phát nữa là chiến công đầu. Quá tuyệt vời anh em ơi. Ăn rồng luôn kìa. Click Nack đang ở nơi tà thần rồi. Thế thì con rồng này thuộc về team mình. À hi hi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Quyển Vương nè. Phong cách build đồ rất nhiều đồ chí mạng. Các bạn có thể theo dõi bên dưới. Không biết bắn ok không. Và tất nhiên là ok với Violet rồi. Để mình bắn cho các bạn xem. Bạn Quyền Vương đang biến về nha. Mình sẽ cho bạn một bông hoa cực kỳ to vô mặt đấy. Đánh AD nhất là những vị tướng kiểu AD như Violet, mặc dù có chiêu nano nhưng mà nếu mà các bạn bị vồ bởi kính nắc thì cũng chẳng chạy đâu, thì ra là hết sức cẩn thận nha. Chọn vị trí cực kỳ tốt để bắn. Rất may trận đấu này có anh chàng thêm bảo kê này. Thêm bảo kê với AD nóng kiếm. Thực sự là mình có nhiều cơ hội được bắn hơn bác Moren bên kia. Khi mà Moren có Quyền Vương đi hỗ trợ. Đó, cấu rỉa từ xa, tay dài hơn là một lợi thế. Mình sẽ rất nhanh lên cái thanh kiếm. Và khi có thanh kiếm, sức bắn sẽ cực kỳ ghê anh em ơi. Ngọc của Violet mình sử dụng 16% tỷ lệ chí mạng. Hoặc anh em có thể sử dụng 5 viên tỷ lệ chí mạng và 5 viên sát thương chí mạng. Và thích chơi cô máu hơn thì chơi hẳn 10 viên sát thương chí mạng để có những phát một nội bắn chết luôn. Nhưng mà khi đó thì tỷ lệ chí mạng của chúng ta sẽ thấp và bắn ít ra chí mạng. Nhưng với build đồ này thì chắc chắn các bạn sẽ bắn chí mạng cực kỳ ghê thời điểm đấy nha. Rồi chạy về đây cho mình xin à. Tốc biến đi đâu hả bạn ơi? Thả tim vô mà luôn. Tên quá trâu so với quy định. Bòm ấy. Kìa. Đôi điều đi bạn ơi. Rồi mình sang đây nha. Ghê quá. Ý sắp mặt với cái đinh nát rồi. Chúng ta không thuộc về nhau. Quả đấy là cái đinh nát vô mình nhưng mình tốc biến cực kỳ nhanh em ơi. Lâu lắm rồi không làm video clip trên nick cũ này là nick Subin cũ anh em ơi. Bánh bèo cu sờ tè. Rồi hay quá, đâm đầu vào bông hoa. Bạn này có thể Quyền Vương rất thích hoa anh em ơi. Và bác Moren thì cũng thèm hoa không kém. Chơi phong cách chuyển sinh thì chúng ta có nhiều cơ hội để tái giao tranh tốt hơn với những vị tướng xạ thủ. Đặc biệt Violet cũng vậy, nhưng mà sức bắn sẽ kém đi nha. Khi mà chúng ta sử dụng cái thần quang thì bắn sẽ thấm hơn. Nhưng mà phong cách này bắn cũng rất là ok khi chúng ta lên đồ chí mạng. Đấy, sốc đam bất ngờ chưa? Hiện tại mình thấy phong cách này rất là hay thì mới làm video clip để hướng dẫn anh em. Phù hiệu các bạn theo dõi bên dưới nha. Bằng ngọc thì ngọc đỏ là tỷ lệ chí mạng 1,6%. Ngọc tím các bạn sử dụng bằng ngọc và hút máu 3 viên, tốc đánh tốc chạy 7 viên. Ngọc lục là công lý xuyên giáp. Trời hay quá bạn ơi.
Mình xin hẹn cái buổi xanh. Cờ đích nắc. Chiều cuối làm sao tỏ được mình bạn ơi. Ghê phết đấy. Không đùa ở đâu anh em ơi. May là có chung bảo kê thêm rồi, đánh đẩy để mình được bắn. Kiểm soát tầm nhìn và cứ thế là bòm. Ôi, cái kê anh em ơi, cái combo chiêu cuối tốc biến của mình nó không đẹp mắt mà nó là mù mắt luôn. Thực ra chúng ta có thể dùng rất nhiều cái combo chiêu cuối tốc biến của rất nhiều vị tướng. Bét vai ơi. Thử thôi, các bạn ấy thử thôi. Thử chiêu thôi mà. Nếu mà chiêu cuối tốc biến mà trúng thì nó lại quá là high snipe rồi. Tiếp theo là đồ song đào bão táp. Với cái đồ này thì các bạn sẽ có thêm tốc đánh, tốc chạy. Vanessa sẽ cơ động hơn. Và đặc biệt đó là thêm tỷ lệ chí mạng. Bây giờ bắn phát nào ở chương 1 là chí mạng hoàn toàn to anh em ơi. Chắc chắn chí mạng luôn. Khi mà lên được song đao nha. Hay quá thế ơi. Trận này team bạn không có SP thực sự rất là khó chơi. Toàn rank cao thủ mấy chục sao rồi, thành ra là quick chơi một cái là ăn hành luôn. Mình xin. Ở trận này mình thấy mình đánh easy quá, vực nhẹ nâng cao vô cùng luôn, chắc là mặc áo cô dâu thì bạn nhìn thấy là không thèm đánh mình luôn. Hay quá, thêm cứ đẩy như thế này, đứ bố bắt mình à. Nhưng mà có rừng rồi nha. Cứ đẩy như thế này thì sao thêm bạn được chơi đây. Thôi đẩy từ từ thêm thôi. Ôi giời, vào hiến mạng à bạn ơi. Thực sự là đẩy kinh quá. Bòm lên bảy số rồi. Tiếp theo là cái cung tà ma anh em ơi. Nghĩa là mình sẽ lên 3 cái đồ chí mạng. 3 đồ chí mạng ở phong cách này chắc hẳn là có anh em chơi rồi. Và mình thấy phong cách 3 đồ chí mạng này nó cực kỳ sướng nếu mà anh em có ngọc sát thương chí mạng nhá. Hiện tại thì mình đang dùng bằng ngọc tỷ lệ chí mạng thôi. Cảm thấy bắn cũng rất là ok. Bắn cực kỳ thấm luôn bởi vì đội chưa 1 đã đa phần là chí mạng. Đấy anh em thấy, cứ thấy đến nội chiêu là có chí mạng rồi. Đó. Chí mạng là được cây. Không được một cây khi dùng sát thương chí mạng. Nhưng mà rất là ok rồi. Các bạn này bây giờ gọi là thi nhau ra lên bản số này. Cảm thấy là chán trận đấu này rồi. Ok, kết thúc luôn nha. Và video clip mô Việt là trời Violet chuyển sinh của cô dâu cầm súng đến hết rồi. Xin các bạn hẹn gặp lại tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.